Thưa quý vị, sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, lãi suất điều hành ngân hàng đã có hai đợt điều chỉnh giảm kể từ đầu năm, kéo theo lãi suất huy động giảm từng ngày và lãi suất cho vay cũng có động thái giảm. Những động thái này đang tạo rất nhiều kỳ vọng giúp doanh nghiệp người vay giảm bớt chi phí vốn. Từ ngày 1 tháng 5 đến hết 30 tháng 7 tới, lãi suất tại ngân hàng này sẽ đồng loạt giảm 0,5% một năm. Ngân hàng này cũng giảm 1,5% một năm lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng và 1% một năm cho khoản vay bằng đô la Mỹ, áp dụng từ 15 tháng 3 đến hết tháng 6. Còn ngân hàng này cũng công bố giảm 1% một năm lãi suất khi khách hàng vay vốn trên nền tảng số liên tiếp đón nhận thông tin lãi suất cho vay giảm là động lực phát triển cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì khi mà cứ có cái tín hiệu về lãi suất hạ thì chắc chắn rằng nó sẽ có hai cái tích cực. Một là cái niềm tin vào cái kế hoạch kinh doanh nó sẽ được thúc đẩy hơn vì là chi phí đi vay nó sẽ rẻ hơn. Cái thứ hai nữa là người ta biết người ta có thể tận dụng được nhiều hơn các cái vốn từ ngân hàng thì cái việc hoạt động không phải chỉ đơn giản là việc là đầu tư vào sản xuất kinh doanh dài hạn mà họ còn phải cơ cấu cả cái tỷ lệ vay nợ trên cái tổng nguồn vốn vay của doanh nghiệp. Lãi suất cho vay đã giảm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn ngân hàng nhà nước tiếp tục có thêm chính sách hạ lãi suất, đặc biệt là xem xét điều kiện vay vốn. Thì nếu mà chúng ta quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ vừa hơn nữa thì chúng ta phải giải quyết cái bài toán là các điều kiện cho vay nó phải giảm xuống. Thế thì tại sao tôi nói thế? Vì là doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam cái nền để kinh doanh của họ còn thấp. 60% là siêu nhỏ. Chỉ có khoảng độ 5-7% là vừa thôi. Nhận diện rõ khó khăn của doanh nghiệp, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như Nghị định 12 của Chính phủ, gia hạn nộp thuế trong năm 2023, Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp. Thế cụ thể như là việc cơ cấu lại, rồi miễn giảm lãi, rồi thì hỗ trợ bằng các cái gói, cái chương trình rất cụ thể đến với doanh nghiệp. Thế rồi thì là cải tiến các cái quy trình thủ tục để đảm bảo rằng là doanh nghiệp tiếp cận được dễ hơn, đi vào sâu đến tận từng nhóm doanh nghiệp. Và cái việc giảm lãi suất này thì có thể nói là cũng rất phù hợp với những cái mong muốn của doanh nghiệp đã đành, nhưng mà cũng có thể đây là những cái chỉ đạo rất là quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng, và nó cũng được đảm bảo bởi cái sự cố gắng của các ngân hàng thương mại. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh này cần sự kết hợp nhiều giải pháp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, dẫn dòng oxy tín dụng đến đúng đích một cách hiệu quả.